Giá da cầm hôm nay mùng 4 tháng 5, gà trắng chuẩn giá, vịt thịt dễ bán, cách chống nóng hiệu quả cho gà, vịt, giá vịt thịt không có biến động. Khảo sát giá vịt tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt bơ bán tại các vùng miền Bắc vẫn ở mức khá thấp, có trại phải bán vịt dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ cánh bán tại các vùng Hà Nam, Nam Định, có nơi được 35.000 đồng mỗi kg giá vịt siêu trứng thải loại bán cho thương lái từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi con, giá vịt trời bán từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt bán ở các vùng Đồng Nai, Bình Phước, trên dưới 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cherry loại trên 3,4 kg mỗi con bán ở các vùng Bình Phước, Bến Tre, khoảng 41.000 đồng mỗi kg. Giá vịt sim có trại bán được gần 70.000 đồng mỗi kg. Giá ngang trắng ngang trống bán tại các trại được trên 72.000 đồng mỗi kg loại sai trên 4,4 kg mỗi con. Giá gà công nghiệp chững lại. Cập nhật giá da cầm hôm nay. Chúng tôi thấy giá gà công nghiệp có xu hướng chững. Các trại ở miền Bắc bán gà loại đẹp được khoảng 31.000 đồng mỗi kg. Tại các trại ở Đồng Nai, Bình Dương, người nuôi chỉ bán gà trắng với giá trên 25.000 đồng mỗi kg. Giá gà đen gà đặc sản bán tại các trại ở Phú Thọ, Yên Bái, khoảng trên 90.000 đồng mỗi kg, có trại bán gà đẹp được trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu giao dịch tại các vùng Bình Dương, Long An khoảng trên dưới 37.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta nuôi trên 5 tháng bán ở các trại tại Hòa Bình, Hà Nam khoảng trên 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày miền Bắc dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 3. 13.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 32.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Trung dao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Gà thịt. Miền đông dao động trong khoảng 19.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền tây dao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt super em, miền đông dao động trong khoảng 39.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt tiêm bao, miền đông dao động trong khoảng 40.000 đến 41.000 đồng mỗi kg, cách chống nóng cho da cầm hiệu quả. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay mùng 4 tháng 5, thời tiết ở khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ nắng nóng cục bộ. Chuyên gia chăn nuôi Vũ Sơn cho hay, trong thời tiết nắng nóng, gà thường giảm khả năng hấp thu và tiêu hóa thức ăn, giảm sức đề kháng với các mầm bệnh. Do đó, nếu chuồng nuôi bẩn, nhất là lớp độn chuồng bẩn, gà càng dễ bị bệnh hơn bình thường bà con phải chủ động tiêm vaccine đầy đủ cho đàn gia cầm để phòng tránh các bệnh theo khuyến cáo của cán bộ thú y. Chưa kể, chuồng trại chăn nuôi gà sạch sẽ sẽ giúp giảm đáng kể hơi nóng các khí độc bốc lên từ phân, chất động chuồng, giảm côn trùng lây bệnh. Vì thế, hàng ngày người nuôi phải đảm bảo vệ sinh cơ giới trước khi phun thuốc sát trùng, phun 2 đến 3 lần tuần để tăng hiệu quả khử trùng. Bên cạnh đó, Ông Sơn khuyên bà con nên giảm bớt mật độ nuôi khi thời tiết nắng nóng tùy từng lứa tuổi gà mà có mật độ nuôi phù hợp. Cụ thể khi ống gà đảm bảo 60 đến 80 con 1 mét vuông, từ 3 đến 6 tuần tuổi cần 7 đến 9 con M2, gà hậu bị, từ 6 tuần tuổi 20 tuần tuổi, giảm từ 7 đến 3 con M2, đối với gà giống, gà đẻ cần 3 con M2. Nếu nuôi gà kết hợp chăn thả nên thả gà ra sân chơi sớm để tránh nóng tại các gốc cây bóng mát, ông Sơn chia sẻ. Cũng theo ông Sơn, do nhiệt độ cơ thể gà sẽ tăng 7 đến 12% sau 2 giờ cho ăn, vì vậy bà con nên cho đàn gà trên 30 ngày tuổi nhận ăn ban ngày. Chỉ cho ăn vào sáng sớm và ban đêm, khi thời tiết dịu mát, riêng gà ứng người nuôi vẫn cho ăn ban ngày như bình thường. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn cho gà cũng nên giảm lượng thức ăn tinh, tăng cung cấp đạm tăng số máng ăn, đặc biệt đối với gà thảo vườn sao cho gà không phải mất quá nhiều công sức hay chen chúc để ăn. Trong những ngày nắng nóng, người nuôi cũng phải đảm bảo luôn luôn có đủ nước mát và sạch cho đàn gà uống, có thể tăng thêm số lượng máng uống, tránh để nước rơi ra nền chuồng dễ sinh bằng bệnh. Đặc biệt, bà con cũng cần bổ sung vitamin C, điện giải, đường vào trong nước uống để giúp gà giải nhiệt và tăng sức đề kháng trong những ngày nắng nóng.